sớm cất tiếng hát cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời, bước vững bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Và các bạn thân mến, Hà Chí Quang đang đứng tại một trong những cung đường đẹp và hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tại nơi đây chúng ta có thể thấy được sự thay da đổi thịt hàng ngày. Đó chính là sự chuyển đổi mình một cách riêng biệt mà chỉ nơi đây mới có được. Và chắc chắn quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình là những người đang sinh sống tại thành phố này, hoặc là đã từng đặt chân đến nơi đây và cũng có thể là chưa từng đến nơi này. Thế nhưng nét đô hội của một thị thành hơn 300 tuổi cùng vẻ đẹp tràn đầy sức sống của một thành phố trẻ đã tạo nên nhiều cảm xúc đặc biệt trong mỗi chúng ta. Và hôm nay nhân ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Hà Chí Quang và Khánh Ly xin mời quý vị chúng ta cùng ngắm nhìn và khám phá thành phố Hồ Chí Minh thân yêu qua góc nhìn của những con người yêu tha thiết mảnh đất này. Họ có thể là tôi, là bạn, hoặc là bất cứ ai. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi yêu cái thành phố ồn ào này đến kỳ lạ. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi ngã đường in đậm dấu ấn hai mùa mưa nắng, những hối hả, bộn bề và cả những khoảng lắng yên bình đầy chất thơ đã hòa nhập vào tôi như chính nhịp thở nơi này. Lời yêu tan trong tiếng mưa, đường êm quê. Giống như nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng viết, Sài Gòn chưa xa đã nhớ, và tôi yêu nó bởi chính nơi đây. Hai chú Quang đã lớn lên cùng với nhịp phát triển đến chóng mặt của nó. Gia đình, cuộc sống và công việc của Hai chú Quang gắn liền với thành phố này. Và thật là khó để có thể nói rằng tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh ở điểm nào nhất. Chỉ biết là khi đi xa tôi rất nhớ nơi này. Và nếu như có một ai đó dừng lại và hỏi tôi rằng bạn là người ở đâu, thì tôi rất tự hào và vui khi trả lời rằng tôi là người thành phố Hồ Chí Minh. Phố của em, của anh, nhưng bàn tay còn Sài Gòn đường đông người ghê, nhộn nhịp người đi và xe, lòng vòng bàn chân mỏi mệt thấy nhẹ nhàng tâm hồn mình. Có thể nói không ngừng chuyển động chính là nét đặc trưng không thể nhầm lẫn của thành phố Hồ Chí Minh. Từ mảnh đất gia đình xưa, bỏ lại sau lưng những năm tháng biến động đau thương của chiến tranh, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thay da đổi thịt hàng ngày. Hãy cùng chúng tôi xem sự phát triển và thay đổi của nó qua những hình ảnh được sưu tập của nhiếp ảnh gia Tam Thái các bạn nhé. Chúng ta đang đứng trên cái kênh Tàu Hũ. Sở dĩ gọi là Tàu Hũ là vì ngày xưa qua khỏi cầu Chợ Và có một cái khúc eo, nó giống như cái cổ hũ. Có người là cho rằng là Tàu Hũ là biến âm của Tàu Hú, tức là Tàu Hũ còi. Đây là cái cầu hiện nay vẫn còn, có thể nói là cái cầu xưa nhất ở trên dòng sông này vẫn còn. Và cái dáng dấp cũng gần gần như là ngày xưa, tức là hoàn toàn bằng sắt thép. Đây là con đường từ Chợ Lớn mà ra phía bến Nhà Rồng. Con đường này ngày xưa gọi là đường dưới. Đường này vừa xe hơi chạy nhưng mà cặp bên hông là có xe lửa. Đây là hình ảnh cái rạch Tàu Hũ cách đây khoảng gần 100 năm. Ở cái khu vực chúng ta đứng đây, rạch Tàu Hũ ngày xưa khi chưa có đồ lộ đông tay. Những hình ảnh này cách đây khoảng 25 năm. Đây là cái dãy nhà kho bãi, dãy nhà Trần tiêu biểu ở trên bến Mẹ Cốc vào năm 1992. Và đây gần như là cái hình ảnh cuối cùng của rạch Bến Nghé trước khi làm đại lộ Đông Tây. Đây là cái ảnh mới nhất tôi chụp bến Mẹ Cốc sau khi đại lộ Đông Tây còn dang dở.
Sài Gòn đối với tôi nó cũng rất gắn bó. Hình như là mình sống ở đây nhiều hơn là cái quê hương chính của mình. Và tôi thấy cũng mình cũng cần phải để lại một cái gì cho cái thế hệ sau. Và chính sự tiến bộ phát triển nhanh chóng đó, những con người nơi đây càng muốn khám phá nó nhiều hơn. Mỗi thế hệ lại có một cách nhìn, cảm nghĩ và tình yêu khác nhau đối với thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi gặp gỡ họ nhé. Những hình ảnh vừa rồi chắc chắn là quý vị cũng đã nhận ra những nhân vật của chúng ta là ai đúng không ạ? Đó chính là nhóm V Music. Và những hình ảnh vừa rồi cũng được lấy ra từ một dự án âm nhạc cộng đồng đang được rất nhiều công chúng quan tâm. Đó chính là dự án Sài Gòn Trong Tôi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Nhân đây thì Cát Ly cũng có một câu hỏi muốn hỏi nhóm V Music. Không biết là khi mà các bạn dành hết tâm huyết để thực hiện dự án âm nhạc này thì chắc chắn là phải có rất là nhiều tình cảm đối với thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì các bạn yêu thành phố Hồ Chí Minh ở điểm nào nhất? Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà Khanh đã sinh ra và lớn lên, và Khanh có rất nhiều tình cảm dành cho thành phố. Có rất là nhiều kỷ niệm gắn bó với thành phố từ lúc tuổi thơ nè, từ khi còn đi học nè, khi đạp xe đạp qua những con phố, những ngõ hẻm thì đã để lại cho Khanh những ấn tượng sâu sắc. Mình chỉ sống ở thành phố Hồ Chí Minh này được 5 năm thôi, nhưng mà thực sự thì thành phố Hồ Chí Minh đối với mình như là một cái nơi để chấp cánh ước mơ, để nơi mình thực hiện những hoài bão của mình. Và mình yêu thành phố Hồ Chí Minh là yêu những khi mà cùng bạn bè ra cà phê bệt, ngồi cà phê. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì chắc hẳn đây là một cái dấu ấn lớn trong cuộc đời của Hồ Anh. Đối với Lợi thì thành phố Hồ Chí Minh chính là cái nơi mà Lợi được học hỏi rất nhiều, trải qua rất là nhiều thử thách, và có thể nói là tại nơi này thì Lợi đã trưởng thành lên. Khánh Ly được biết là nhóm V Music thường có những cái chuyến lưu diễn đi xa. Như vậy thì mỗi lần mà chúng ta nhớ về thành phố Hồ Chí Minh thì cái hình ảnh nào bình dị và gần gũi mà mọi người nhớ đến đầu tiên? Phố Sài Gòn luôn luôn có một cái gì đó rất là hối hả. Mỗi lần mà sáng dậy là nghe tiếng xe máy in ỏi là thấy rất là nhộn nhịp rồi. Và Hồ Anh nghĩ là đi đâu mà không nghe cái tiếng đó là cũng cảm thấy nhớ. Mình cũng như là các bạn đây cũng hết là hết ăn bánh tráng trộn như là ăn xoài. Tại vì ở những cái nước khác hay là những cái thành phố khác thì nó không có những cái đặc trưng như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ công ty mà về nhà Lợi thì Lợi thường hay đi bộ, và Lợi thường hay đi ngang qua công viên 23 tháng 9. Mỗi buổi chiều tối là Lợi thấy có những cái cô các chú ở đó tập khiêu vũ ở trong đó, Lợi rất là ấn tượng với cái hình ảnh đó. Bây giờ thì mình sẽ nói đến dự án âm nhạc Sài Gòn Trong Tôi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Không biết là các bạn có thể giới thiệu sơ qua cho Khánh Ly cùng với quý vị khán giả được biết không? Khánh Ly đã từng biết cái ca khúc Xin Tươi Việt Nam chưa hả? Thì năm 2011 thì nhóm V Music cũng đã có được một cái dự án là một triển lãm ảnh Xin Tươi Việt Nam, và với một album Việt Nam Ngày Mới. Thì cái dự án đó được mọi người ủng hộ rất là nhiều, và V Music cũng đã dựa trên cái sự thành công của cái dự án đó thì V Music cũng đã cho ra một cái ấp ủ cái dự án, đó chính là dự án được mang tên là Sài Gòn Trong Tôi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ở năm 2013 này. Dự án này cũng như là một cái lời chia sẻ của những người ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là những lời cảm ơn của những người đã đến nơi đây thực hiện ước mơ của mình. Trong quá trình thực hiện dự án âm nhạc này chắc hẳn là có rất là nhiều điều thú vị, các bạn có thể chia sẻ với Khánh Ly cùng với quý vị khán giả được biết. Mỗi một người khi mà tham gia vào trong cái dự án Sài Gòn Trong Tôi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay của V Music thì đặc biệt là sẽ phải nhớ lại những cái kỷ niệm của mình, và mỗi một bức hình mà khi mà tham dự vào cái cuộc triển lãm này thì sẽ tạo lại cái ức. Và mỗi một phía dưới một bức hình mà mỗi một nghệ sĩ tham gia thì sẽ có cái dòng tâm sự của họ, và mình sẽ biết được là Sài Gòn trong
mỗi con người nghệ sĩ như thế nào. Nếu như mà quý vị nào mà đến xem triển lãm ảnh Sài Gòn chúng tôi, biết đâu được là sẽ tìm thấy được một cái hình ảnh, một khoảnh khắc nào đó của mình trong đó. Giống như là nhớ điển hình là cái trường hợp của anh Đại Nghĩa, anh có chia sẻ là anh thấy một dải ngân hà ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn biết đâu đến mà các bạn dự cái buổi triển lãm ảnh và xem thì các bạn sẽ tìm được, và các bạn gọi là các bạn sẽ đến được cái nơi mà anh Đại Nghĩa đã từng đến, và các bạn cũng sẽ thấy được một dải ngân hà ở thành phố Hồ Chí Minh thì sao, đúng không? Hôm nay là ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, thì nhóm V Music có điều gì muốn nhắn gửi đến thành phố Hồ Chí Minh và quý vị khán giả không? V Music rất là vui khi mà được đến tại thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ những cái tình cảm thân thương nhất về cái thành phố nơi mà mình đang sinh sống. Và xin chúc cho thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như là đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển hơn. Chắc là Khánh Ly cũng thay mặt cho quý vị khán giả và đặc biệt là những người đang yêu mến V Music